What's up, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel mình. Các bạn thấy Ram Gia Đình đang đeo cái gì không? Hai cái luôn. Và ngày hôm nay bọn mình sẽ đi sinh tồn nha các bạn. Đây là cái liều. Cái liều. Đi. Mưa mà đi đâu? Mưa mà đi sao được. Ok, nãy giờ bọn mình giỡn thôi. Và ngày hôm nay là dùng cụ để bọn mình chôn phú trẻ trâu đó các bạn ơi. Thì ok. Và ngày hôm nay cái liều đây bọn mình sẽ cắm ở trong phòng luôn. Các bạn biết cái phòng của mình bao nhiêu mét vuông vậy? Đâu, chưa tới 15 mét luôn. Ok, phú đây. Trong đó nó sẽ nhỏ. Đừng kêu nó nhỏ. Ok, bây giờ phú cho trâu nó đang chơi game trong đó nên mình sẵn có ý tưởng mình chôn luôn. Bây giờ các bạn biết cái ta lô trong đây á, là toàn mì tôm với lại tô mà vô đó. Mình sẽ mang hết dụng cụ cắm trại ở trong phòng luôn, xem thử là phản ứng của nó sẽ như thế nào, nhưng mà xem thử nó có khoảng không, có gọi là bọn mình có bị điên luôn. Ok, bây giờ bọn mình sẽ đi vô và làm liền một mạch cho các bạn xem luôn. Ô cha mẹ ơi, chốt vô đây ấm ha. Ủa vô đây sáng dữ vậy. Ủa ấm ghê. Ủa gió nó tạt kìa. Cày cày nó lại, còi đéo lại. Như này nó mới thoải mái chứ. Không không, cày nó lại không mưa nó tạt vô á. Mày xoay lại coi. Ủa, hợp lý không Lam? Thấy trong đây hợp lý không mày? Tao cũng thấy hợp lý đó nhờ. Làm gì vậy? Có skin đó rồi hả? Phố làm đầu tóc vậy, xem thử về phụ huynh có ganh không? Thôi! Cầm nghĩa đi mày. Vô! Đón! Ngon á. Vô. Mẹ kia! Nước ai mua? Ok, thôi mình tiến hành đi chứ không? Kệ nó làm gì nó làm. Làm gì á? Làm gì đâu? Đi. Chơi game đi. Chị. Lấy ra thôi mà. Đó, lấy cái cây đây mình phải chia ra. Thấy hấp dẫn không? Mình phải nối nữa đúng không? Đây. Dài như vậy. Thanh niên chơi game à? Đã nha. Từ con cái này. Hợp lý luôn á. Ui giống, sao giống từng câu á mày? Hả? Mày bỏ cặp ra cho nó ấy coi. Cho thằng bị khen đồ mẹ luôn. Đây. Mồi ra hết luôn nè. Mồi ra hết luôn. Mồi ra hết luôn. Hai cái tô. Hai con mày. Hai đường nữa. Bình nước có rồi. Rồi để lên kia, để lên giường đi, để lên giường, cái này cũng để lên giường đi. Gì gì á? Chơi game đi, có làm gì đâu. Không, chơi game bình thường đi. Chú làm gì kệ chú chứ. Đó. Ok các bạn ơi, thì sau một thời gian thì bọn mình cũng đã làm lều xong nha các bạn. Mày điên hả? Gì? Mẹ, tự nhiên điên sao mà dựng lều trong phòng ta? Có bị điên không? Kể chứ, làm gì làm kể chứ, liên quan gì tới chú đâu. Làm không? Làm chứ, ngon rồi, ngon rồi. Tao thấy hay á, hấp dẫn á. Xem mày này. Điên không á? Xin lỗi. Suốt ngày chơi game. Suốt ngày chơi game. Đó. Mấy người bị điên à? Bắn chắc nữa. Coi kìa, coi nó kìa. Coi nó kìa. Đâu rồi? Đó, đi xuống cứu đồng đội đi kìa. Bắn đi. Nhảy xuống. Đừng đó. Đừng coi. Nó điên, nó bắn chết nữa. Chơi đi. Trời ơi, chơi đi. Kìa. Đùa, nó bơm máu đi kìa. Mày nhảy đừng coi. Bắn nè. Đánh đi. Ok, mình sẽ review cái mình cho các bạn xem nó kệ nó làm gì kệ nó. Cho
bật nước kia cho nhanh. Rồi, bật nước cho nó nhanh nè. Ok. Để tốn thời gian vô phòng. Ok, mời các bạn mua liều của mình nha. Liều vô đây. Ủa vậy? Ủa mới hư liều tao kìa. Ừ, sao liều nó rung rung vậy ta? Rung ghê. Bữa sau mình ủng rung đi. Kiếm gì? Bây giờ bọn mình nói chung là liều của mình vàng là vàng. Mọi người thấy không? Mình tắt đèn cái là tối. Vàng của mình là vàng 1 sao nha các bạn, nên không sao đâu. Xíu là mình ăn mì bên ngoài cho nó sáng luôn. Thôi ăn đây đi. Đây cho nó vui. Ăn đây cho nó vui chứ. Ok thì vì xíu ăn phòng nói chung ăn trong ngoài ngoài trong ngoài nó giống như picnic thôi, còn ở bên trong này nó hấp dẫn. Nhưng mà bên trong đây tối ăn rồi sau ngủ mày. Kệ đi ăn. Rồi thôi. Mày có lo thân. Tao sẽ pha chế biến mì cho mày ăn thì là một hồi nó đói rồi tao sẽ chế biến mì cho mày ăn. Cứ pha đi. Thoải mái. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi đây, có gì đâu. Mày điên à? Điên gì? Nhầm gì ở đây? Sao? Nhầm gì ở đây? Ra đi. Không. Ê. Làm gì? Chơi game chơi đi nha. Chơi game thì chơi đi chứ. Cái tội. Hay rồi, ra ăn thôi chứ. Lấy nước thôi. Ché ché. Ché đi. Ơi. Rồi. Lấy cái nắp luôn đi, lấy cái nắp luôn. Đây của tao. Đây của tao nè. Đây của mì nè. Đây của mì nha mọi người. Tô mì ít thôi được rồi. Đây là gọi là quán nét thời 4.0 nữa. Quán nét này. Ít nước thôi. Rồi ít nước thôi. Lấy cái nắp đấy. Trời đó bụng xíu luôn á. Nắp đấy. Ê, đóng lại đi, đóng đi. Thôi không cần đóng đâu. Để cho có người thèm chơi. Đúng rồi, có người thèm chơi mà lại. Rồi, đây, mình sẽ giới thiệu đây là cắm trại thời 4.0 nha các bạn. Các bạn thấy đó. Cái mùi ghê quá. Mày em có cái đũa nên mình thấy có cái đũa không ăn thông. Để tao kêu ra ngoài ăn thì không chịu nghe. Tự nhiên vô trong phòng làm cái gì? Tao nói rồi, ăn trong phòng làm cái gì? Mày bụi tùm lum. Bị điên không á? Cái gì? Bị điên không? Mày cứ lo chơi game đi. Lo chơi game đi chứ. Mùi nó sướng ghê. Mùi nó sướng ghê nhìn nè. Màu gì vậy? Màu xanh nước biển. Dạ. Yeah. Nó có chữ gì không đây? Bỏ ăn thôi. Ngạt chứ, chưa mấy có 2 phút ăn. Không, à. Không ăn chín quá. Trời ơi. Trời ơi, cái này gọi là cắm trại thời 4.0 nha các bạn. Ăn đi thử ngon. Ăn bị điên hả? Ăn chơi game đi. Chơi lên. Ăn trong miếng quá. Thôi chơi. Quá. Thôi chơi game đi. Thôi chơi game. Trong miếng quá. Ăn nó hấp nước. Trong miếng coi. Ăn nước mặt. Thế. Nó bụng quá. Ok. Tao hấp nè. Nghe tao hấp. Em, đúng rồi. Đưa mặt. Cho miếng coi. Thêm hơi nóng này. Cho miếng. Nước mặt cắm dài theo phong cách 4.0 á. Cho miếng coi. Cắm dài mày ăn mì tôm mày. Chiều rồi. Đói. Cho miếng coi. Nghe hết nhau. Ui cha mẹ mày sao lúc này còn nóng á. Hướng gì đâu. Hướng gì đâu lúc. Chú cha nó sướng gì đâu. Cho miếng con đi. Thôi đi. Đang ăn. Cho miếng con đi. Đó. Mày kêu dữ vậy. Ba người ơi. Đậu quá. Hấp nước này, hấp nước cho nó nghe. Ăn miếng coi. Ăn đi. Chung là ăn no say rồi đúng không? Ừ. À, thử rất là tức luôn á. Đồ bán cái gì vậy? Chú chà cái súng ngon vậy. Chà cái súng. Súng ngon vậy? Ừ. Ngon á. Ui chà. Ui, ghê nhờ. Nấu ra nó bên trái kìa, bên trái kìa. Không phải, đồng đội. Đà, đồng đội hả? Ừ, nó đùng đồ mà mày. Đi. Đâu? Rồi, được rồi. Đó kìa. Bắn đi đó. Trời ơi, nó lập tường kìa. Chạy nhảy chi? Đi qua công. Đừng có ai coi, đừng có chọc.
nút này đi. Đâu cái nút này đi. Để nó chơi. Để nó chơi đi. Để xem thử nó thắng không. Không thắng mình quýnh nó. Chơi đi. Ủa chị nhảy không được con kìa, ngồi xuống. Đó. Là thành niên. Qua cứu đồng đội đi kìa. Đội bắn luôn như chó. Qua cứu đồng đội đi kìa. Đâu, mày chơi cái này cho chú, mày chơi cái này. Thắng là chú không chọc mày nữa. Đây, cái này nè. Thắng đi. Mua đi. Còn 7.000 kìa. À, 700 kìa mua đi. Còn 300 kìa mua nút. Tao. Tao mày giờ sao? Mày về thôi, ăn xong rồi. Không, không để xem chứ. Đuổi xuống số 2 là đuổi xuống. Số 2 là đuổi xuống cái cây đây nè. Không có mấy cái này nó không bị sao đâu. Rồi nó cứ dừng lại hả? Cái này nó bị sao sức. Không để nó chơi. Mấy cái để nó chơi đi. Mấy cái số ở đâu có xa đâu mà. Để nó xem thử nó bắn được cái tiêu nào. Để nó, để em đừng có đụng vô. Để em đi. Mẹ nó hét gì to, no hết là no to, hét gì no luôn á. Nó hét no luôn. Vậy sao không cho mày qua chơi. Đi về đi. Mua thuốc này nè. Mua giáp đi. Mua giáp đi. Ờ gì gì nè. Cấp cầu dao mẹ. Đi cấp cầu dao chết mẹ luôn. Cấp cầu dao chết mẹ luôn. Ok ok. Đây là tôi cấp cầu dao thế mẹ nữa. Ờ đi đi. Là sao mày nhẹ đó. Mày mua đây mày đứng mày nhốt mấy chục này luôn. Ok. Tao ở đây cùng nó luôn. Ok. Mày quay nó nha, xong cấp điện phát làm từ 15 điện thoại. Chết rồi hả? Chết nhanh vậy? Sao chết gì chết dở vậy? Mày chết dở vậy? Tao biết chuyện gì đâu nha. Tao biết chuyện gì đâu nha. Trời ơi, tối ghê. Sao trời nó tối vậy? Sao trời nó tối vậy? Sao trời nó tối vậy? Trời ơi. Ủa, sao vậy? Trời ơi, tối mà ở lại chơi đi. Đêm rồi, trời ơi, đâu vậy? Nó về thôi rồi. Thì sau một thời gian bọn mình cũng đã dọn xong và bọn mình đã bật đèn lên rồi các bạn ơi. Bilai nó đi về luôn. Nó sao giờ này nó hay hét ấy nhờ. Mà mình có biết một cái chiêu mới các bạn ơi, kiếm mà mình phá bàn phím á. Rất là tức luôn. Đi. Ok, bởi vì các bạn hay thích ít hả? Nó mà thua rồi nhé. Ghê ghê. Tao với sau là kiếm phải thầy phụ bị xong rồi tao mày chọc nó hết trời. Không tao lấy hay cái đủ quá. Ok, nếu các bạn thấy tưởng này hay cho mình một nút like và nút subscribe luôn. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo. Các bạn thông cảm clip tối xíu nha. Các bạn thông cảm clip hơi tối xíu. Bye bye. Bye bye.